Bây giờ qua bước 2 mình sẽ cài đặt chương trình Loyalty. Ok, bây giờ mình qua bước 2 đó là cài đặt chương trình Loyalty Program. Có nghĩa là chương trình khách hàng thân thiết. Đó là một phần của kinh doanh này có nghĩa là chi phí kinh doanh là 5 đồng một ngày. Là một trăm rưỡi một tháng là cái phần chương trình khách hàng thân thiết này. Mình sẽ bắt đầu với vô cái chương trình khách hàng thân thiết này. Bạn sẽ nhấn chỗ and nào now và bạn sẽ vô cái tài khoản của mình không tài khoản của bạn là log in thì bạn sẽ thấy màn hình như thế này mình sẽ chọn sản phẩm để mình order cho tháng tới và Jennifer suggest sản phẩm tháng này mình đã mình đã order đầu tiên là transfer factor plus và cái rio vida thì tháng tới mình sẽ order cái này là transfer factor collagen ok vì sao bởi vì cái đó là một trong những cái sản phẩm mà rất là hữu dụng ở trong sức khỏe của mình và mình sẽ chọn cái đó Và kể từ những tháng về sau Bạn có thể thay đổi bất cứ sản phẩm gì bạn muốn Miễn là nó là 100 LP Thì bạn sẽ nhìn thấy cái sản phẩm nó bao gồm có giá tiền Là nó có cái số đô la ở trước Thì cái này là 32 đô Rồi bạn thấy nó mở ngoặt là 25 LP LP có nghĩa là số điểm Cho nên mỗi cái order của bạn nó phải ít nhất 100 LP. Có nghĩa là nếu bạn chỉ mua collagen thì nó sẽ là bốn cái hộp collagen này thì nó sẽ là 100 điểm. Cho nên Jennifer sẽ suggest bạn là trong cái chương trình khách hàng thân thiết mà bạn đang cài đặt sẽ order hai cái pack của collagen cho cái tháng tới thì sau khi bạn bấm cái chỗ hai thì bạn mua hai cái bạn sẽ được giảm tiền một tí giảm được xây được hai đô vậy thì bạn sẽ bấm cái vô cộng vô trong giỏ sách rồi bây giờ rồi bây giờ mình sẽ uh, làm tiếp một cái nữa bây giờ mình bấm cái chỗ app product thì mình sẽ được qua cái chỗ chọn sản phẩm mới và sản phẩm kế đến mà Jennifer suggest những anh chị em nên dùng đó là sản phẩm Biobiotic Rất là tuyệt vời cái này dùng cho men vi sinh giúp cho thức ăn của mình được tiêu hóa tốt hơn và một lần nữa đây là những sản phẩm căn bản của công ty mà Jennifer suggest Jennifer khuyên bạn nên dùng ở bước đầu. Sau đó khi bạn hiểu những cái tính chất của sản phẩm khác và bạn bắt đầu thấy được cái nhu cầu của mình như thế nào thì bạn sẽ có cái sự thay đổi sau nhưng mà đây là cái mà Jennifer bốn cái sản phẩm đầu tiên Jennifer hướng dẫn cho bạn cần dùng. Đó là hai cái sản phẩm bạn order đầu tiên và hai cái sản phẩm cài đặt cho chương trình khách hàng thân thiết. Tháng sau bạn có thể thay đổi. Rồi bây giờ Jennifer sẽ bấm vào cái PO by order thì bấm vào cái hình đó thì nó sẽ ra như vậy. Và mình sẽ cần hai cái hộp này. Mình sẽ bấm vào ở đây là số 2. Rồi mình sẽ bấm vào cộng vào giỏ sách. Sau đó bạn sẽ bấm vào shopping cart để mình xem cái giỏ sách của mình, giỏ hàng của mình nhấn vào chỗ check the box check vào cái box màu xanh này rồi bạn bấm nút save bạn sẽ nhìn thấy những thông tin của mình kiểm tra một lần nữa cho nó đúng mọi thứ đúng rồi thì bạn sẽ nhấn continue sau đó bạn sẽ nhìn thấy là loyalty program date tháng 7 ngày 12, có nghĩa bây giờ Jennifer đang nói cái video này là tháng 6. Cho nên bạn sẽ nhìn thấy là chương trình loyalty này sẽ bắt đầu gửi ra cho bạn vào tháng kế đến chứ không phải tháng này. À bạn sẽ cài đặt được là ngày nào sẽ gửi cho bạn. Ngày nào sẽ gửi cho bạn. Và cuối cùng họ gửi ra là ngày 16 cho nên là bạn có thể cài đặt bất cứ ngày nào mà nó có cho phép bạn gửi ok tức là mình hiểu được là mình cài đặt như vậy thì cái ngày đó của tháng tới nó sẽ gửi và sau đó nếu mình muốn đổi cái sản phẩm hoặc mình muốn đổi cái ngày gửi thì sau khi nó gửi ra của cái tháng tới rồi mình có thể vào trong tài khoản của mình để mình thay đổi cho cái tháng tới kế tiếp nữa. Rồi. Cho rồi xong rồi bạn đưa thẻ của mình vào, thế là bạn bấm bấm submit tức là bạn đã hoàn tất bước 2.